Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube gia đình nhỏ của Hương nha. Thì hôm nay là ngày 24 cả nhà, là Giáng sinh ở Mỹ đó. Nhưng mà ngày mai mới là ngày chính thức ha. Nhưng mà hôm nay là mấy đứa nhỏ của mình á, nó háo hức, nó muốn mở quà quá, xem thử là Noel này á được ba mẹ tặng quà gì. Nên hôm nay Hà Ly Hương sẽ chia sẻ với cả nhà Noel của người Việt ở Mỹ như thế nào nha. Chính thức thì ngày mai mới là ngày cả nhà mình ăn tiệc, với là mình mở quà cùng với nhau. Còn hôm nay chỉ là mở quà cho mấy đứa nhỏ thôi cả nhà. Mấy đứa thử xem quay quà mấy đứa đâu nè. Hương xin chúc cả nhà một mùa Giáng sinh thật là an lành hạnh phúc, và chúc cho mọi người sẽ đón một năm mới 2023 thật là nhiều may mắn và sức khỏe. Bây giờ thì mấy đứa đi tìm quà của con đi. Con quà mấy đứa đâu? Mày đố đứa tìm ra nhà Aiden ơi. Dạ mẹ. Quà của Aiden đâu? Aiden biết không? Aiden tìm tên Aiden đâu? Tên Aiden đâu? Mấy đứa phải chào cả nhà đó nè. Con chào các cô các chú đi lên kia kia. Các chú. Con xin chào. Con xin chào. Con xin chào. Con xin chào. Các chú. Các chú. Các anh. Các anh. Các anh. Các chị. Giỏi. Giỏi. Mọi người Merry Christmas đi con. Đây là Tina nè, Tina mấy tuổi? Tina nói cho cả nhà nghe đi. 8 tuổi. 8 tuổi. Aiden mấy tuổi? 4. Đó, bây giờ Aiden đi mở quà đi. Đây, nè Aiden cho cả nhà con quà của Aiden đi. Đây là quà của Aiden nè. Ok, con ngồi xuống đây con mở. Tina. Con ta nặng nó mở Tina. Nè, lấy đâu vậy? Ở trong đây rồi. Nè,
sáng. Cái này mở cho. Đó. Sao để hơi cao vậy, nó phải để thấp. Dạ, đúng rồi. Thấp. Dạ, look like this. Dạ, you look like this. Dạ, look like this. Để ba để cho lại đúng rồi. Má mày để này nè. Hello, welcome to our video. Welcome to the video. Trời ơi, cái thấy không? Wow. Thì qua vừa trên nha. Bây giờ về sao mày không chơi được vậy? We will need toys. Phải đi chạc cả nhà, phải chạc đi. Đâu lấy cho mọi người coi. Đây chơi cho các cô các chú coi đồ coi cho con. Đẹp quá nè. Cái này là cái gì con? Bộ toy. Cái này xe gì đẹp sao cao vậy, thôi sao lon lẹ à.
Yeah, wow. Ôi, đừng có đồ chơi này nè cả nhà. Chú 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 chú. Thôi, em cần transformation to this. Yeah. Lát nữa con control nó băng chân ra đó con. Thôi, con chào cả nhà đi. Bye bye cả nhà, mình đi vô sạc pin. Bye bye. Bye bye. Hương cảm ơn cả nhà đã xem video hôm nay của gia đình mình nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Nếu cả nhà cảm thấy yêu thích video của mình hoặc là gia đình mình thì đừng quên bấm like, share hoặc là đăng ký kênh để ủng hộ cho gia đình Hương nha. Xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye.